em nha khán giả. Ủa dĩa này không đủ rồi. Cho dĩa nữa. Mày cái bạn ơi. Dĩa không đủ cho dĩa nữa. Cho dĩa nữa đi. Mày cả nhà nè. Ai ăn em lễ sẵn cho anh. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ai chị ăn là em vui rồi. Ông nhìn đói. Tối nay em không có tiền em trả thì ra đây em làm bò bạc. Ui. Rồi hai bé uống gì kêu đi. Thì uống giống nhau đi. Rồi, uống khác nhau cũng đâu có được. Rồi uống đá chanh đi, ăn ốc uống đá chanh đi. Dạ yeah, rồi, cho luôn. Em uống gì? Ở đây có bán cái gì chứ gì? Gà má, đậu nành, đậu xanh, đít tông, chanh dây, chè đỏ, chè giỏi. À, lấy rau má sữa. Rau má sữa. Ăn ốc hủ gà má nó chọc bụng trời. Không có trời, rau má sữa. Rau má sữa, đá chanh thôi. Rồi, tao Liêm mến chào cả nhà nha. Em chào lại khán giả cái nữa nè. Chào anh Liêm. À, xin chào các bạn. Cả nhà nghe rõ chưa cả nhà? Rõ, này gặp bạn rồi. Chào chào đi, chào giống như mình vậy đó. Chào đi. Đây nè. Không có làm thêm tôi gì này được. Vậy nè. Nó làm đàng hoàng vậy nè. Trời ơi như vậy nè. Nè. Nhìn nghe. Đã hết đây. Đây nè. Nè. Chị đẹp dạy cho chị Mỹ nghe. Rồi cảm ơn cả nhà. Hai cả nhà ơi. Hai đứa dễ thương. Hai đứa dễ cưng quá. Ai. Hai đứa mày mốt bắt tay nhau đi xin luôn. Thôi, chừng nữa muốn có chiếc xe giống vậy chạy tà tàn vậy đó. Người ta chạy tao còn tao giận dữ phải không? Xe cà tàn của tao còn phải không? Sau này đi được. Dạ đúng rồi chuyện quê võ. Ủa bình luận gì vậy? À, đâu? Ăn ốc bu mà. Có ốc bu không? Không. Có mà. Không có. Trời đằng kia có bán ốc bu kìa. Thôi ăn dùm quán nhà đi, trong quán này quán quen. Biết rồi nhưng mà cái này là ốc đắng mà. Mình muốn ăn ốc bu. Bây giờ không có ốc bu, bây giờ ăn ốc đắng đỡ đi. Thôi ốc đắng là không ngon, ăn ốc bu. Biết đâu có ốc bu ra, ăn trời, ăn đỡ đi. Bữa không, không đi. Bà muốn quậy phải không? Bà muốn quậy rồi bà. Ở trong đâu hết rồi. Đâu, cái bập này để làm cái gì? Để động vỏ, động vỏ vậy. Sao kỳ vậy? Đâu, kìa tâm đây nè. Không mở, không mở. Đóng kìa, tâm kìa. Dưới rau găm nữa. Không mở, đây nè. Cầm đi. Ờ, chị... Đừng có ăn cái này. Tên là Ngọc Mỹ, Mỹ Sư Mô. Mỹ Sư Mô. Ăn đi. Gốc từ gạch giá. Ăn đi. Mời khán giả đi. Đưa. Khán giả Mỹ ơi. Dạ, xin chào khán giả. Mời khán giả ăn ốc cùng em. Mời khán giả ăn ốc cùng em. Khán giả nhớ thả tim cho anh Thanh Liêm nha khán giả. Ôi, dĩa thương chưa. Ủa, dĩa này không đủ rồi. Cho dĩa nữa. Mày các bạn ơi. Dĩa không đủ cho dĩa nữa. Cho dĩa nữa đi. Mời cả nhà nè. Ai ăn em lễ sẵn cho anh. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ai chị ăn là em vui rồi. Ông nhìn đói. Tối nay bạn. Em không có tiền em trả thì ra đây em làm bò bạc. Ui. Tưởng nào rủ đi. Một giá. Ai dĩa nữa. Anh nặng thầm năng. Bà đẹp bà chê kìa. Vô gì? Bắt chơi. Chơi gì? Bắt chơi vậy ta. Bắt chơi gì đâu. Rồi hai chị em ăn vui vẻ đi. Người ta hỏi có ăn cơm lễ cho ai thì không chịu ăn. Nói chừng ta không lễ thì đời ăn. Lễ đi hai đứa, lễ đút qua đút lại cho vui đi. Rồi, hai đứa đút qua đút lại cho vui đi. Thôi sao nói bê đê nữa. Hai đứa đút qua đút lại cho vui đi. Nè, hai đứa ăn nhiều vô nghe. Ăn cho mau lớn nghe. Hai đứa còn nhỏ xíu à. Đứa nào đứa nấy nhỏ xíu à. Nãy muốn gãy chiếc xe em đà kìa, nhỏ xíu à. Tội nghiệp chiếc xe quá à.
đó nè, luôn đi đó đi, tội nghiệp hai đứa nhỏ xíu à. Để nhà tiện tay bấm cho nó lên xin like nha quý vị, chia sẻ ủng hộ giúp quý vị ơi, mang vô đây nè, tiền tiền lớn luôn đi em, mọi khỏi kêu nhiều quá ta. Đậu nành này là rau má đậu, 44 nhiều 44 rồi, 4 ngàn đó, lý Simo gặp đẹp Simo à. Bây giờ anh đứa dễ nha, đứa dễ nãy giờ tôi ăn bên đây có hai con à. Vậy là tôi lấy lại hai con mà. Chứ hơi xin lỗi nha. Hai. Đánh ngán rồi. Không ngon à. Không ngon, hồi siêu mô làm hết luôn. Ai cho ra dẫn đi ca, chạy ra đây à, đi ra đây ăn uống gì ngồi nói chuyện chơi đi, bữa nào đi bữa sạch sẽ hết nè, ăn gì mày của mình cũng thấy ghê đó nè. Cái tim mình chết. Cái mình lẫn gì vậy, ăn kiểu này là chết anh Liêm luôn. Bình Dương luôn, Liêm đi Bình Dương sống bẩn luôn. Hai ai chào trứng Gia Linh nghe. Hai ai trời nói, hai bạn tâm sự nhau đi, hai bạn tâm sự với nhau đi. Hai. Ừ. Này. Lại thấy con ốc nó có con không? Không có con. Tại sao? Nói chuyện với nhau vui vẻ đi. Tại sao? Thì có con không? Mình quê Gạch Giá, bạn quê đâu? Bạn quê Gạch Giá hả? Ừ. Còn mình quê ở trong đó á, mình ở Sài Gòn á. Chắc chắn là xuống đây. Ừ. Từ Châu Đốc lên Long Xuyên sao? Dạ. Nghe rõ không cả nhà? À, hai bạn ngồi ăn đi. Là lễ rồi, là lễ rồi, đi lại Châu Đốc. Lễ nghỉ đi luôn à. Ở đây lụm gác có ăn hơn. Còn Mỹ có đi lụm gác không? Có. Như anh nghe nói còn Mỹ cũng có đi lụm phải không? Có lụm gác hả? Có lụm đó hả? Còn Mỹ lụm ở đâu? Lụm ở trong mấy cái thùng gác rồi đó hả? Không, trong thùng gác không? Rồi có đồ ăn không? Có đồ ăn nữa. Trời ơi. Rồi á. Có nhiều ha em? Có chỗ nào nhiều không? Dắt cho Ngọc Đẹp đi lụm với kìa Ngọc Mỹ. Hả? Có nhiều không? Có nhiều. Ngọc Mỹ thường thường nghĩ đi ăn cơm từ thiện ở đâu, dắt cho Ngọc Đẹp đi ăn với kìa. Ở bên chợ Thành có là cơm từ thiện đó. Ở đây cũng có nè, căn biên chợ Thành. Ở dưới chợ nè. Em biết không? Nó vô bọc sẵn hả? Ủa, nó vô hộp vô mình làm vệ sinh. Còn à, ở đây nó bế ra dĩa. Ở trên đây cũng có dĩa luôn nữa. Ngay cái dĩa không? Ở đâu, ở đâu? Ở chợ Thành đó. Nó cũng có dĩa luôn nữa. Hai ai? Chào Trần Tánh nghe, chào Hồ Nguyễn Tiêu Kiện nghe, chào Phạm Trường. Học Mỹ quê ở Kiên Giang Gạch Giá, à, ở nhà đi 19 tuổi tới giờ. Cha Học Mỹ mất sớm. Còn mẹ, nhưng mà nghe Học Mỹ kể thì gia cảnh của Học Mỹ cũng diễn khá giả. Ừ. Nhưng mà cũng có bệnh trong người đó quý vị. Học Mỹ cũng có bệnh đó, cứ lang thang vậy đó. Mấy tuổi trước khi tâm niệm lên Kiên Giang Gạch Giá, tôi nghe đó. Thôi, em mới mình hỏi thử nha. Đó cũng có hai điểm. Hỏi đi, hỏi đi. Bây giờ một cái nhà. Nhà một ngoài phố bạn thích cái nào? Người trong nhà với người ngoài phố thích nào? Cắt bầu không hay là chuyện qua cho mình tập bậy tập bại vậy em. Anh Thịnh Liêm dễ thương quá, giờ mình xem. Cái anh Thịnh Liêm này á, ảnh nhìn ảnh thì dễ thương. Nhưng mà có điều á, nhà ảnh có nguyên một cái đàn gà trống luôn, chơi nổi không? Ai nhà ai? Nhà Thanh Liêm. Trời ơi, nó nói có gà trống gì kìa, chơi nổi. Chơi nổi không? Vậy dục tùm lum mới dục vô cái bị người ta đi. Có chơi nổi không?
mình đấu rỡ nè. Một người trong nhà, một người lang thang, bạn thích người nào? Mỗi người thì có một cái số phận. Bằng máy là quá cứ đi vậy đó, rất là tội. Ừ. Có một em gái hỏi em muốn chịu ở nhà trọ không? Hay là em thích đi lang thang? Dạ nhà trọ, mà tại vì như kiểu như mình bài thầy lắm. Chị Mỹ bài thầy, Mỹ Sumo bài thầy lắm. Cho nên ông vừa ở nhà trọ phải không? Dạ. Mỹ Sumo bài thầy lắm, với lại căn cứ thì ở quê Gạch Giá rồi. Bị mẹ giữ lại hả? Dạ mẹ giữ. Không cho Mỹ giữ hả? Dạ. Mỹ không chịu ở Mimi ơi. Nín đi, ông Liêm không hỏi gì trời, ông đừng có trả lời. Ờ, đừng trả lời hả? Bạn chưa trả lời với mình đó nè. Rồi, hai bạn trả lời với nhau đi, hai bạn nói chuyện đi. Rồi đó, mình... Làm sao? Một người có nhà, một người lang thang, bạn thích người nào? Bạn thích người nào? Bạn đừng có nhìn anh Liêm, nhìn tôi ra. Trời ơi à. Hai bạn nói chuyện đi, đừng có nhìn tôi. Bạn thích người nào? Một người lang thang, một người không nhà, không cửa, không người thân. Dạ tôi nói gì nè, cái mà bạn là một người trong nhà. Bạn đừng bạn buồn. Bạn thích người nào? Dạ bạn em đừng nói, bạn đừng buồn nha. À. Tôi không dám nói cho bạn buồn, tại bạn lang thang. Thì tôi nói tôi không thích lang thang rồi, không có được nữa. Cho nên là tôi không thích ai hết trơn. Không thích ai giờ hả? Tôi chỉ thích tôi lang thang mình nên thôi hả? Nhưng mà tối nay anh chỉ cho cái chỗ này còn Mỹ ngủ nè. Chỗ còn đẹp còn bán vé số á. Dạ. Chỗ nãy mà qua rước còn đẹp đó. Cái nhà đó, tối có thể gì đó cũng được. Thôi, mà vô đó ngủ sáng ra có thấy bạn không? Đâu không. Vậy tối nay bạn ngủ ở chậm tôi ở ngoài tôi bán số. Bảo vệ hả? À, canh cho bạn ngủ. Trời, tốt chứ trời, thiệt không? Hả? Thiệt không trời, bảo vệ bạn nó ngủ bảo vệ bạn ôi. Hay là hai đứa mày nắm tay nguyên đêm ngồi nói chuyện không đó luôn đi, khỏi đứa thôi, nào chập trả luôn. tôi đè bả tôi hãm. Con cụ à, lấy tay ra khán giả con cụ à, con chim không, nhưng mà tôi cởi ra là tôi quất bà lượt liền à. Tôi lấy vô lên tôi học mà. Tới không chuyện nữa. Tới chuyện nữa rồi cả nhà. Đừng có gọi vô ấy, người ta đang quay phim biết không? Vậy chứ bạn nói bạn là con gái. Tối nay bạn giúp dâm tôi. Thì tôi phải hỏi là bạn có con cua không? Tôi không có gì hết, nhưng mà tôi hết dùm mà được á. Tôi lại nói mà. Đừng nói. Anh đang like nè, anh đang like mấy cái bộ. Bây giờ bây giờ bạn nín nè, Thanh Liêm nín nè nghe tôi nói nè. Lạc bên nơi tôi trốn ngại ngùng. Xa đi một ngày nhưng mà không dây. Tình anh như ánh trăng vàng. Mơ đêm không than một mình. Ôi cuộc đời em tựa như đau. Cuộc sống bên đường biết người ra đi. Có nghĩa tình ta trong nỗi u ai. Còn chỉ đôi bóng ân tình mà anh có chút một lời. Bên người không yêu người xa. Mẹ nói vậy là không Mỹ hiểu chưa? Uống nay chạm đi. Uống nay chạm đi. Đáp lại liền. Cái bản nhạc đó không hiểu rồi. Giờ nói thì cái bản nhạc đó không hiểu. Anh nói với Mỹ nè, Mỹ mà ngồi gần với đẹp, mà Mỹ mà đẹp mà sổ nho một hồi là Mỹ gối não luôn á. Đây là còn bị gối á. Chùm nho chùm chùm không à? Nè gối hoài á. Nè dạ. Mình hát thử một bài nè. Rồi hát đi. Tôi thương vợ tôi, nghĩa tình chứ sao dồn tròn. Tôi thương vợ tôi, tình tình như tháng ngày ngoan.
Tôi thương vợ tôi, sân suốt đời yêu em mấy thôi. Xin nghe vào tim, nghe vợ chồng nói mừng rừng cãi. Giang đang ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dài dầu. Công âm giàu sang không đùa đòi sẽ lớn nhà cầu. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung bên kiếm cha. Qua bao nhiêu năm nhau có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôm xi ban thấy thương nhau nhiều hơn. Cưới em chỉ có cây trầu mâm trà khẩy rượu đôi bờm cao tươi. Con thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm chiều cuộn bóng cày sâu chiều trên mây lá nghe con nói cười. Quá dữ tay bữa nay cầm hai máy cái vỗ tay rồi cho nữa hết nè bài đó tới đó nó hết rồi. Rồi bây giờ tới Ngọc Mỹ cà đáp lại Ngọc đẹp bài coi Lan Nhà Đẹp hay Lan Nhà Đẹp hay không ừ, rồi đó. Giờ thằng này đóng vai đẹp đi, nhỏ này đóng vai Lan. Đó, hai đứa mày hát đi. Rồi. Ok, ok. Rồi, ok. Đây, đây, đây. Rồi. Má hiểu. Con trai đang sống trong cái cảnh thật lọc chi thế. Thì đâu dám nói năng gì. Gì vậy trời, các bạn đã đâu phải bạn mà đẹp đâu. Mai này con cao sang nhưng phẩm hạnh có ra gì. Má ơi, hoàn cảnh quá trái ngang. Biết con có làm hay chịu ức quan. Một cơn say rượu nặng nề. Giờ con chỉ thương má thương Lan. À, nhìn à,